Sau sinh, cơ thể các mẹ cũng sẽ có rất nhiều những thay đổi. Bên cạnh những thay đổi về vóc dáng, thói quen sinh hoạt dễ nhận biết, cũng sẽ có những thay đổi về tâm sinh lý và nhiều lợi ích sức khỏe. Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu những thay đổi trong cơ thể phụ nữ sau sinh để có thể đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhé. 1. Giọng nói phụ nữ sau sinh trầm hơn. Theo kết luận của các nhà khoa học, giọng nói của người phụ nữ sau sinh sẽ trở nên thấp hơn và ngang hơn. Một năm sau khi sinh con, giọng nói của một người phụ nữ mới trở lại tần số ban đầu. Các nhà nghiên cứu cho rằng những thay đổi này do biến động nội tiết tố sau sinh, mức hormone giới tính sẽ giảm mạnh vào khoảng thời gian này và điều đó có thể ảnh hưởng đến dây thanh âm. Theo các nhà khoa học, độ cao giọng nói tối đa của phụ nữ sau sinh giảm xuống 44 Hz. 2. Phụ nữ sau sinh dễ lo lắng hơn. Thông thường, phụ nữ sau sinh con dễ lo lắng về những vấn đề khá nhỏ bé như bé khóc quá nhiều, bé ngủ quá nhiều, bé ngủ không đủ hay bé bú thiếu. Vấn đề tâm lý này rất bình thường vì lượng hormone oxytocin cao sau khi sinh sẽ khiến bạn dễ lo lắng, cộng với việc hormone khác là progesterone có chức năng giúp bạn thư giãn lại là rất ít trong khoảng thời gian này. Tuy hormone oxytocin khiến phụ nữ sau sinh lo lắng hơn bình thường, nhưng đồng thời cũng giúp bạn có được bản năng làm mẹ cũng như dịu dàng với con mình hơn. Và đây là điều vô cùng cần thiết để gắn kết hai mẹ con. Hơn nữa, hormone này giúp tử cung co lại về trạng thái bình thường chứ không còn nở ra như trong quá trình sinh. 3. Nguy cơ ung thư giảm sau sinh. Cơ chế phòng ngừa một số loại ung thư được khởi động sau khi bạn sinh con. Phụ nữ sinh con ở độ tuổi nhỏ hơn có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng và nội mạc tử cung thấp hơn và nguy cơ ung thư sẽ giảm dần sau mỗi lần mang thai. Ngoài ra, những ai sinh con trước 25 tuổi và nuôi con bằng sữa mẹ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn. 4. Kết nối vật lý với em bé hình thành. Mối liên hệ vật lý giữa em bé với mẹ không dừng lại sau khi sinh. Các nhà khoa học từ Đại học Alberta ở Canada đã phát hiện ra rằng các tế bào của trẻ có thể tồn tại và hoạt động trong cơ thể của người phụ nữ. Họ đã phân tích bộ não của những người phụ nữ sinh con trai và phát hiện ra tế bào của nam giới trong 63% người tham gia. Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng các tế bào của trẻ có thể đi qua nhau thai để vào cơ thể của mẹ và tiếp tục hoạt động ở đây. Điều này rất có lợi vì các tế bào của nam giới trong não của người phụ nữ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. 5. Cơ thể sẵn sàng cho một thai kỳ mới. Hệ thống miễn dịch của người phụ nữ giảm mạnh trong thời kỳ mang thai để ngăn tình trạng cơ thể từ chối các tế bào thai nhi và gây sảy thai. Các tế bào sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống miễn dịch của mẹ không từ chối bào thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những tế bào này tồn tại trong cơ thể mẹ trong 4 đến 5 năm sau khi sinh và luôn sẵn sàng để phòng trường hợp bạn tiếp tục mang thai. Hệ miễn dịch cũng là lý do tại sao phụ nữ thường thấy rằng việc mang thai bé thứ hai dễ dàng hơn nhiều so với bé thứ nhất. Lý do là vì hệ thống miễn dịch đã sẵn sàng cho lần mang thai này thay vì phải trải qua một quá trình thay đổi khó khăn như trong lần đầu mang thai. Mang thai và sinh con là một quá trình khó khăn cũng như mang lại nhiều thay đổi tích cực trong cơ thể phụ nữ sau sinh. Bạn hãy trân trọng giai đoạn tuy mệt mỏi nhưng lại rất ý nghĩa này nhé!